Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Vịnh Cam Ranh là nơi có vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời nó còn có một lịch sử phức tạp khi từng in dấu chân của những cường quốc hải quân được đánh giá là hùng mạnh nhất trên thế giới, từ phát xít Nhật rồi tới Mỹ, Pháp và Liên bang Nga. Liệu rằng những quốc gia này có vô tình sót lại vũ khí đầy uy lực tại đây không? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quân cảng Cam Ranh. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Vịnh là nơi có bán đảo Cam Ranh, chạy từ Bắc xuống Nam, được bao bọc bởi rất nhiều các đảo to nhỏ khác nhau. Lợi thế ấy đã biến Cam Ranh thành một nơi có vị trí chiến lược quan trọng để xây dựng các căn cứ quân chủ yếu bao gồm hải quân và không quân. Hiện tại, Vịnh Cam Ranh có quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, tàu hàng, tàu khách, thủy cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cam Ranh có đủ 3 yếu tố cơ bản để xếp vào một trong những cảng biển tốt bậc nhất trên thế giới. Y về chiều rộng, độ sâu và được che chắn tốt, cảng Cam Ranh được bao bọc bởi những ngọn núi cao khoảng 400m nên kín gió. Vũ khí đặt ở những điểm cao trên núi có thể khống chế được tất cả những khu vực xung quanh quân cảng. Nước sâu vịnh rộng là nơi lý tưởng có thể tập trung 100 chiến hạm cỡ lớn. Vị trí thuận lợi cho phép cảng Cam Ranh trở thành pháo đài khó tấn công và dễ thủ. Nếu đặt tên lửa đối không trên núi, thì toàn bộ vùng trời eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm bắn tên lửa. Hệ thống radar và giám sát điện tử nơi đây có thể kiểm soát được khu vực Bắc Ấn Độ Dương, biển Hoa Đông và biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời có thể kiểm soát tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giới chuyên gia quân sự thừa nhận, vị trí của Cam Ranh có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa chiến lược toàn cầu, là quân át chủ bài có vị trí hiểm yếu đối với bàn cờ biển Đông. Như thế, để thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ thế lực thù địch nào từng xâm lược Việt Nam cũng đều chọn cảng Cam Ranh để xây dựng căn cứ quân sự. Mọi thứ đều có lý do của nó. Quay ngược trở về lịch sử trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905, sau khi hạm đội Viễn Đông bị Nhật Bản đánh tan, các tàu của hạm đội Baltic của Nga Hoàng Nicholas Đệ Nhị đã ghé vào vịnh Cam Ranh ngày 12 tháng 4 năm 1905 để sửa chữa tiếp nhiên liệu, lương thực, nước ngọt và than suốt trong một tháng trước khi tham gia trận đánh tại eo biển Ushima nằm ở giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Sau chiến tranh Nga, Nhật, lo sợ trước âm mưu tranh giành thuộc địa của Nhật Bản năm 1911, chính phủ Pháp đã cho xây dựng một quân cảng Cam Ranh thành một căn cứ hải quân lớn trong kế hoạch phòng thủ chung ở Đông Dương và xây dựng nhiều căn cứ quân sự khác trên đảo hòng đối phó với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng ngày 15 tháng 9 năm 1940, Nhật gửi tối hậu thư đòi kiểm soát các căn cứ hải quân, trong đó có cảng và vịnh Cam Ranh. Năm 1942, Nhật trưng dụng cảng Cam Ranh, đồng thời xây dựng thêm máy bay, làm bàn đạp chính để chuẩn bị cho cuộc tấn công chiếm đóng Malaysia và các thuộc địa của Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh từng là một căn cứ quan trọng nhất của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong vòng 8 năm kể từ năm 1965 đến năm 1972. Năm 1965, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bấy giờ đã chấp thuận để Mỹ sử dụng Cam Ranh. Mỹ quyết định chi khoảng 300 triệu đô cho việc xây dựng Cam Ranh thành căn cứ quân sự liên hợp hải lục không quân và khu hậu cần lớn nhất, bất khả xâm phạm tại Đông Nam Á. Căn cứ này cũng chính là bàn đạp quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho Mỹ trong quá trình đánh phá miền Bắc Việt Nam. Tại đây, Mỹ đã tiến hành xây dựng căn cứ không quân hiện đại, cùng một sân bay với hai đường băng có chiều dài đến hơn 3.000 mét, dùng cho bất kỳ loại máy bay hiện đại nào, một sân bay riêng biệt dùng cho trực thăng, cùng hệ thống đường xa với tổng chiều dài là 260 km. Tiếp theo phải kể đến kho chứa máy bay trong lòng núi, đường băng dài thuận tiện cho phục vụ các máy bay quân sự cỡ lớn, cụ thể là máy bay ném bom chiến lược B-52. Quân cảng còn có nhiều kho chứa đạn, kho nhiên liệu, hệ thống radar hiện đại, xưởng đại tu xe tăng, hệ thống thông tin liên lạc qua Philippines, Thái Lan bằng cáp ngầm xuyên biển. Căn cứ Cam Ranh chính thức trở thành địa điểm chính sửa chữa tàu biển và cung cấp đạn dược, hậu cần cho hải quân, bao gồm cả cho tàu khu trục và tàu đổ bộ của hạm đội 7 Mỹ. Năm 1968, quân số của quân đội Mỹ và các lực lượng chư hầu ở Cam Ranh đã lên tới 30.000 quân, 20.000 quân Mỹ và 10.000 quân các nước chư hầu. Đặc biệt tại đây, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng cá heo được huấn luyện để bảo vệ cảng Cam Ranh. Hòa bình được lặp lại từ năm 1979, cảng Cam Ranh được sử dụng làm căn cứ hải quân quan trọng của hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, chính phủ Xô Viết chính thức ký thỏa thuận với Việt Nam,
thuê cảng này trong khoảng thời gian là 25 năm, từ năm 1978 đến cuối thập niên năm 1980 Liên Xô tan rã, chính phủ Liên bang Nga kế thừa lại hợp đồng đó cho tới năm 1993. Sau đó một hiệp định mới chấp thuận cho Nga tiếp tục có mặt tại Cam Ranh, thế nhưng chỉ còn lại nhân viên kỹ thuật tình báo, toàn bộ các quân nhân và chiến cụ được rút về Nga. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, Liên bang Nga chính thức hạ xuống lần cuối cùng tại căn cứ Cam Ranh, với những lợi thế sẵn có của mình, cùng những cơ sở vật chất được Mỹ và Nga từng trang bị trước đó. Cảng Cam Ranh được coi là vũ khí uy lực mà các quốc gia này để lại cho Việt Nam trong cuộc đối đầu không khoan nhượng với Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về quan điểm này? Những cơ sở vật chất được Nga, Mỹ để lại có phải là lợi thế cho chúng ta? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video này nhé! Tiếp tục video, chúng mình sẽ cùng phân tích chi tiết hơn về lý do Cam Ranh và vũ khí lợi hại chống Trung Quốc của Việt Nam nhé! Năm 2010, Trung Quốc có nhiều động thái hành xử mang tính gây bất ổn trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã công bố kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa cảng Cam Ranh để khai thác thương mại bằng cách cho các tàu nước ngoài đến để tiếp nhiên liệu, sửa chữa và neo đậu. Đồng thời, Việt Nam khẳng định không ưu tiên cho bất kỳ quốc gia nào mà sẵn sàng mở cửa Cam Ranh cho tất cả các đối tác quốc tế, với mong muốn đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, có thể làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, đó cũng chính là đòn bẩy hỗ trợ cung cấp thêm cho kho vũ khí ngoại giao của Việt Nam. Một trong những lý do khiến cảng Cam Ranh là vũ khí lợi hại, đầu tiên phải nhắc đến vị trí địa lý. Cảng Cam Ranh cách quần đảo Trường Sa 431 hải lý, Hoàng Sa là 323 hải lý và đảo Hải Nam đã 462 hải lý. Bên cạnh đó, khoảng cách với eo biển Malacca và Trung Quốc là khá gần, khiến đây trở thành một địa điểm lý tưởng để bảo vệ các quần đảo thuộc chủ quyền nói riêng và đất nước nói chung nếu không may có chiến tranh xảy ra. Bởi vậy, việc mở cửa cảng một cách khéo léo, Việt Nam đã báo hiệu với các thế lực có âm mưu xấu xa rằng Hà Nội sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hợp tác quốc tế để đảm bảo mục tiêu giữ vững được chủ quyền lãnh thổ của mình. Lý do thứ hai, chúng mình muốn đề cập đến đó là trong danh sách các quốc gia có phương tiện hải quân đã ghé thăm cảng Cam Ranh, ngoại trừ Trung Quốc, các nước khác đều đồng thuận với nguyên tắc tự do hàng hải rộng lớn hơn ở các vùng biển mở theo UNCLOS năm 1982. Do đó, mặc dù về mặt chính thức, Việt Nam vẫn đang tuân thủ chính sách đối ngoại 4-0 của mình, không liên minh, không cho đặt căn cứ quân sự nước ngoài, không sử dụng quốc gia này để chống lại quốc gia khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, nhưng vẫn áp dụng chiến lược cân bằng mềm nhằm bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông thông qua cảng Cam Ranh. Và lý do thứ ba, quyết định mở cửa trở lại cảng Cam Ranh thể hiện rõ khuynh hướng của Hà Nội muốn trở thành đối tác của các cường quốc quan trọng. Giai đoạn gần đây, Hà Nội đã có những bước tiến dài trong mối quan hệ an ninh quốc phòng với Mỹ cùng với những đối tác chiến lược của nước này. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn quan hệ với các cường quốc khác như Nga và Pháp. Tuy Việt Nam khẳng định cảng Cam Ranh không bao giờ là một căn cứ quân sự của hải quân nước ngoài, nhưng Ấn Độ lại đang có một vị trí đặc biệt trong tính toán chiến lược của Việt Nam. Qua tìm hiểu đã cho thấy Ấn Độ được cấp quyền tiếp cận độc quyền cho tàu hải quân sử dụng cảng Nha Trang, vốn chỉ cách cảng Cam Ranh một khoảng cách ngắn. Cho đến nay chưa có lực lượng hải quân nào khác tiếp cận được cảng Nha Trang, trừ tàu bệnh viện US Naval Mercy được phép neo đậu tại đó vào hồi tháng 5 năm 2018 vì lý do nhân đạo với chính sách đối ngoại đa chiều của Hà Nội. Ngoài việc có quan hệ song phương mạnh mẽ, mối quan hệ thân thiện đồng thời của Ấn Độ với Mỹ và Nga là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà Hà Nội đề ra. Quân đội Ấn Độ cũng chính là lực lượng đã giúp thủy thủ Việt Nam phương pháp tập luyện, đào tạo đội ngũ mới, phục vụ trên các tàu ngầm lớp Kilo, cũng như phi công lái máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. Thêm vào đó, Ấn Độ đã thiết lập mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ với Mỹ, vốn đang hợp tác với Việt Nam trong chiến lược rộng lớn của Nhà Trắng với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cho nên chiến lược phối hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam cùng với hình ảnh của Ấn Độ đang là một cường quốc hòa bình, khiến cho việc Hà Nội trao đặc quyền đến New Delhi tiếp cận cảng Nha Trang được khách quan hơn. Ngoài ra, việc Ấn Độ có mặt ở khu vực này không gây nên sự phản ứng quá mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh, giống như đã từng diễn ra với Nga và Mỹ. Việt Nam lựa chọn kế sách phù hợp hòa hảo nhưng cứng rắn để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cảng Cam Ranh đang là con bài chiến lược để nuôi dưỡng và tăng cường nhiều mối quan hệ an ninh với các cường quốc trên thế giới để đảm bảo sự hiện diện liên tục của hải quân nước ngoài ở khu vực này. Điều này đang khiến cho Trung Quốc mất ăn, mất ngủ, bởi vì mục tiêu của Bắc Kinh là muốn trở thành quốc gia duy nhất kiểm soát Biển Đông đang ngày càng bị đe dọa. Về cơ bản, việc hiện diện thêm một cường quốc quân sự trên Biển Đông sẽ giúp cho trật tự hàng hải sẽ được đưa vào khuôn khổ, sự bành trướng của giới chức trách Bắc Kinh theo đó cũng sẽ bớt hung hăng, kiêu ngạo đi nhiều phần. Dẫn chứng như vậy để một lần nữa có thể khẳng định rằng, cảng Cam Ranh chính là quân bài chiến lược, là vũ khí vô cùng uy lực trên mặt trận Biển Đông mà Mỹ và Nga đã có một phần công sức không nhỏ trong công cuộc xây dựng nên những cơ sở vật chất hiện đại, trang bị những hệ thống chiến lược, hỗ trợ đắc lực cho quân cảng Cam Ranh ngày càng nguy hiểm, khó lường hơn.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại! Hàng chục giờ mưa đầu mùa hè khắc nghiệt mà người dân địa phương quen gọi là nước thuyền rồng đã nhấn chìm nhiều khu vực ở hai tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc. Theo Reuters, mưa lớn không ngừng trút xuống khu vực phía Tây Nam Trung Quốc và gây ra lũ lụt ở một số thành phố, nhấn chìm nhiều con đường và một phần các tòa nhà với lượng mưa vượt quá kỷ lục trước đây. Thành phố Bắc Hải ở tỉnh Quảng Tây có lượng mưa đạt 614,7mm chỉ trong 24 giờ đầu tiên, tính đến 5 giờ sáng theo giờ địa phương, khiến những chiếc ô tô trên đường chìm một nửa, nước xối xả tuôn xuống cầu thang của các tòa nhà cao tầng trong khi lính cứu hỏa chạy đua giải cứu người dân. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, theo CCTV cho biết, các chuyến phà từ Bắc Hải đến đảo Phi Châu gần đó bị đình chỉ hoàn toàn từ trong 3 ngày, kèm theo cảnh báo về gió mạnh và mưa lớn ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Trung Quốc. Thành phố Ngọc Lâm gần đó, nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Đông, đã đón nước thuyền rồng bằng 35 giờ mưa liên tiếp, trong khi nhiều ngôi làng và thị trấn quanh đó vẫn ngập trong nước lũ. Cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết, mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Nam Trung Quốc trong những ngày tới. Trong khi phía đông bắc đất nước dự kiến hứng chịu những cơn dông bão bất ngờ, Trung Quốc ngày càng hứng chịu nhiều đợt thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Ngày trước đợt mưa kỷ lục này, tỉnh Quảng Tây đã phải chịu hạn hán kỷ lục trong tháng 5, với lượng mưa giảm xuống thấp nhất trong vòng 60 năm. Tỉnh Hà Nam, vựa lúa lớn nhất của Trung Quốc, cũng hứng lượng mưa lớn gần đây khiến lúa không thể mọc mầm hoặc bị bệnh, dấy lên lo ngại về an ninh lương thực. Vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng 7, một mỏ than Lộ Thiên ở An Sa, Nội Mông, Trung Quốc đã xảy ra vụ sập trên quy mô lớn. Tới nay, ghi nhận 2 người chết, 6 người bị thương và 53 người mất liên lạc. Theo một đoạn video, thời điểm mỏ than An Sa sụp đổ, đất đá trên núi trượt xuống và bụi tung lên, nhiều phương tiện cơ giới bị nuốt chửng. Người chứng kiến kêu lên, xong rồi, cả ngọn núi sụp rồi. Theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 7, một vụ sập quy mô lớn đã xảy ra tại mỏ than Lộ Thiên của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Tỉnh ở An Sa, Nội Mông. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết, 6 người bị thương và 53 người mất tích. Ban tuyên truyền An Sa, Nội Mông nói với Nhật báo Bắc Kinh rằng, vào chiều ngày 30 tháng 7, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực khai thác của công ty than Tân Tỉnh, khiến nhiều người công nhân và phương tiện bị chôn vùi. Hiện 8 người bị mắc kẹt đã được giải cứu, trong đó có 2 người không còn dấu hiệu sinh tồn. Công tác cứu hộ đang được tiếp tục. Vào tối ngày 30 tháng 7, một nhân viên của công ty than Tân Tỉnh nói với tờ The Paper rằng, trước khi xảy ra tai nạn, mỏ than đang hoạt động bình thường. Theo ước tính sơ bộ, khu vực bị sập dài khoảng 400 mét. Một công nhân khác cho biết, mỏ than luôn trong tình trạng hoạt động và không ngừng khai thác ngay cả trong dịp Tết. Hiện tại đã có máy bay không người lái tại hiện trường để đo diện tích bị sập. Về việc có bao nhiêu người đang trong ca lúc đó và bao nhiêu người đã bị vùi lấp, nhân viên này cho biết không tiện tiết lộ. Tờ tin tức Bắc Kinh News đưa tin rằng vào tối ngày 30 tháng 7, một người phụ trách cục quản lý khẩn cấp của khu phát triển kinh tế và công nghệ Changji ở An Sa thông báo rằng, theo camera giám sát tại hiện trường, vụ sập xảy ra vào khoảng 13 giờ 12 phút ngày 30 tháng 7. Hiện lực lượng cứu nạn có 9 đội với hơn 350 người. Một người nắm rõ tình hình cho hay hầu hết những người bị chôn vùi là công nhân lái xe. Hiện tại, Chi cục Nội Mông của Cục Quản lý An toàn mỏ nhà nước Trung Quốc đã khởi động hệ thống phản ứng cấp 1 để giải cứu các nạn nhân trong tai nạn sập mỏ này. Nhiều đội cứu hộ đang gấp rút tới chi viện. Theo tờ báo Đại Hà của chị Châu vào năm ngoái, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Tỉnh Nội Mông đã bị xử lý hành chính do hai nhân viên an toàn mỏ và công ty không có chứng chỉ làm việc đặc biệt. Người phụ nữ mỏ than đã không điền hồ sơ giao ca theo quy định, không giải trình về sự tồn tại của các mỏ cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn lao động. Theo thông tin trên Tianancha, một nền tảng truy vấn thông tin doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Tỉnh Nội Mông được thành lập năm 1999 với số vốn đăng ký là 50 triệu nhân dân tệ. Công ty này đã bị nhiều tòa án nội địa liệt vào danh sách doanh nghiệp có điểm tín nhiệm xã hội thấp và bị hạn chế các khoản chi tiêu lớn. Có cư dân mạng Trung Quốc bình luận, mỏ Lộ Thiên này là nguy hiểm nhất, trông có vẻ không sao. Nhưng một số mỏ dưới lòng đất đã tự cháy nên chỗ đó sẽ bị rỗng. Tôi cũng làm việc trong mỏ Lộ Thiên, nếu bị rơi xuống gần như không có khả năng sống sót. Nội Mông mùa này còn rất lạnh, nếu không kịp thời được cứu ra ngoài thì sẽ chết cóng. Nhiều trận bão đã ập đến Hồ Nam kể từ đầu tháng này. Một số trạm quan trắc đã báo cáo lượng mưa ở mức lịch sử.
khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền núi, nông thôn, trong khi hơn 2.700 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam năm nay đã tăng hơn 20% so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ, đặc biệt kể từ ngày 28 tháng 7, cao gấp đôi so với những năm trước. Tính đến ngày 6 tháng 7, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh Hồ Nam đã lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nhiều trận mưa như chốt nước sẽ xảy ra ở Quảng Tây và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Vân Nam. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam. Trận lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc. Ngày 2 tháng 8, đỉnh lũ thứ nhất trong năm nay ở Trung Quốc đã kéo đến vào khu vực giữa dòng sông Trường Giang, còn được gọi là sông Dương Tử. Con sông này dài hơn 6.400 km, chảy dọc theo khu vực miền Trung và bờ phía đông của Trung Quốc tại thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam. Giới chức cảnh báo mực nước sông đã dâng cao trên mức báo động, có nghĩa là vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, các hồ chứa lớn nhất của Trung Quốc gồm có hồ Động Đình và hồ Bà Dương đều có mực nước cao trên mức báo động từ nhiều ngày nay. Đây là hai hồ nước nằm trong khu vực thoát nước của sông Trường Giang và sông Hoài dài khoảng 1.078 km. Trong lúc phần lớn lưu vực ven bờ các con sông của Trung Quốc đã trải qua trận lụt lịch sử kể từ đầu hồi tháng 6, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại biến mất khó hiểu. Chưa có quan chức cấp cao nào đến thăm các khu vực thiên tai, dù trước đó những người tiền nhiệm đã từng thực hiện những việc này để tạo động lực cho các nỗ lực cứu trợ thảm họa của chính phủ. Ngày 3 tháng 8, giới chức cảnh báo rằng mưa lớn sẽ tấn công miền Bắc Trung Quốc, có thể gây ra lũ lụt nặng nề tại các con sông Hải Hà, Hoàng Hà và Tùng Hoa. Do lũ lụt ít xảy ra tại miền Bắc Trung Quốc, nên chính quyền đã yêu cầu cư dân ở phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là những người sống ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài, cần chuẩn bị khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa. Kể từ ngày 2 tháng 8, các nhà chức trách cho biết hàng triệu người từ 27 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ đầu tháng 6, trong đó có 158 người đã chết hoặc mất tích, còn 3,76 triệu người đã bị mất nhà cửa. Trong những tuần gần đây, chính quyền và một số khu vực thuộc miền Trung Trung Quốc đã cho xả nước mưa tích tụ ở các con sông và hồ chứa vào khu vực nông thôn để bảo vệ các thành phố khỏi bị nước lũ nhấn chìm. Tuy nhiên, người dân địa phương nói với The Epoch Times rằng động thái này thường được thực hiện mà không có thông báo trước. Trong những trường hợp như vậy, rất khó để đánh giá thiệt hại thực sự và con số thương vong. Bộ ứng phó khẩn cấp cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 2 tháng 8 kêu gọi chính quyền địa phương ở lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài cần đảm bảo an toàn cho các con đập ở địa phương. Hứng chịu mưa lớn sau nhiều tuần liên tiếp, các con đập đang đối mặt với những nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, nước tràn đường ống và vỡ đập. Để đảm bảo sự vẹn toàn cho các con đập này, bộ này đã chỉ đạo các chính quyền địa phương sắp xếp cho người dân tuần tra quanh con đập 24/24 giờ. Vào lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 8, đỉnh lũ thứ 3 đã tấn công vào đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất Trung Quốc. Theo tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc Trường Giang Nhật Báo, mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp vẫn đang dâng lên kể từ lúc đó. Đến cuối ngày 4 tháng 8, đỉnh lũ đã đi qua lưu vực của con đập và di chuyển đến khu vực ở đoạn giữa của sông Trường Giang. Cùng với đó, đô thị Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn con sông tuyên bố rằng tàu thuyền có thể hoạt động trở lại. Trước đó, vào hôm 1 tháng 8, chính quyền thành phố đã cấm tất cả tàu bè hoạt động trên sông do mực nước dâng cao. Dù thành phố Vũ Hán thuộc phủ của tỉnh Hồ Bắc nằm ở đoạn giữa sông Trường Giang có báo cáo mực nước sông lên cao hơn, nhưng đến cuối ngày 4 tháng 8, đỉnh lũ vẫn chưa tràn đến khu vực này. Tuy nhiên, mực nước trên sông Hàn dâng cao và tràn cả vào đoạn sông Trường Giang ở Vũ Hán, có thể khiến nước dâng cao ở khúc sông Trường Giang này. Ủy ban sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo rằng khu vực thượng nguồn sông Trường Giang ở tỉnh Tứ Xuyên cũng như giữa dòng sông ở giữa tỉnh Hồ Nam và Giang Tây sẽ tiếp tục có mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Sau đó, Trung tâm tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng phía đông và nam tỉnh Tứ Xuyên, tây nam tỉnh Giang Tây và đông nam tỉnh Hồ Nam có thể xảy ra sạt lở đất. Tại các khu vực có các con sông nằm ở trung và lưu sông Trường Giang, quan chức địa phương báo cáo rằng mực nước sông đã dâng đến đỉnh mức báo động, tiếp tục đối mặt với mưa lớn và đỉnh lũ thứ ba có thể khiến những khu vực này dễ bị lũ lụt nghiêm trọng. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc và chính quyền địa phương
hôm thứ Hai thông báo hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi một số tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc trong những ngày gần đây. Nguyên nhân là do đất bị sụt lún tạo nên những vết nứt dài trên đường phố. Các vết nứt lớn xuất hiện tại những con đường gần một khu dân cư ở quận Jinan. Theo chuyên gia địa chất, chúng có thể được hình thành bởi các hốc ngầm dưới độ sâu 1.300m. Thời báo Hoàn Cầu cho biết tính đến hôm nay, tổng cộng 3.899 cư dân từ ít nhất 3 tòa nhà cao 25 tầng đã được sơ tán đến các khách sạn lân cận. Hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi một số tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Nhà chức trách Thiên Tân mô tả đây là một thảm họa địa chất xảy ra đột ngột. Các chuyên gia địa chất và một số cơ quan chính phủ đã tiến hành khảo sát, lập bản đồ và giám sát khu vực bị ảnh hưởng. Tình trạng này cực kỳ hiếm gặp. Một chuyên gia địa chất chia sẻ, nhà chức trách Thiên Tân không loại trừ khả năng khoan giếng điện nhiệt khiến đất bị sụt lún tạo nên những vết nứt dài. Các chuyên gia cho biết các tòa nhà cao tầng đối diện cũng bị ảnh hưởng nhưng với mức độ khác nhau. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những con đường bị vênh và gạch từ ít nhất một tòa nhà rơi xuống sàn. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về hoạt động xây dựng an toàn ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã thực thi các quy tắc và chính sách chặt chẽ hơn, đồng thời đề ra hình phạt nặng đối với việc quản lý bất động sản lỏng lẻo. Ngoài ra, theo Reuters, chính phủ Trung Quốc gần đây tổ chức một số cuộc họp cấp cao về ứng phó thảm họa địa chất. Trong khi bão cát đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc, thì 5 tỉnh phía Nam nước này đã hứng chịu những trận mưa đá lớn từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, trong đó có tỉnh Giang Tây và tỉnh Phúc Kiến. Một số hạt mưa đá to bằng nắm tay khiến nhiều người bị thương. Trước khi mưa bão ập xuống thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến giữa ban ngày, mặt trời tối đen như mực khiến nhiều người dân sợ hãi. Ngoài ra, hôm 3 tháng 8 còn có động đất làm rung chuyển cả Tây Tạng và tỉnh Tứ Xuyên. Mưa đá lớn đã tấn công hàng loạt tỉnh thành ở Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, bao gồm tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc, cùng Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc. Xe cộ và cây trồng bị hư hại nặng, trong khi nhiều người dân bị thương. Đài quan sát khí tượng Giang Tây đưa tin về một trận mưa đá lớn bất thường tại thành phố Cam Châu vào ngày 2 tháng 8. Mái của nhiều tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Một số người già và trẻ em bị thương. Video cho thấy những hạt mưa đá to hơn quả trứng ngỗng và một số có kích cỡ bằng nắm tay. Trong đoạn video, mưa đá trút xuống dữ dội kèm theo gió giật mạnh. Chúng rơi xuống đường phố và mái nhà với âm thanh kinh hoàng. Nhiều cửa kính xe ô tô và mái nhà bị hư hỏng. Rất nhiều cư dân bị thiệt hại về tài sản. Ông Triệu ở huyện Thạch Thành, tỉnh Giang Tây nói với Epoch Times vào ngày 3 tháng 8. Những hạt mưa đá lớn nhất to bằng cái bát, một số bằng nắm tay và hầu hết có kích cỡ như quả trứng. Nhiều người ở ngoài trời đã bị rơi trúng đầu và chảy máu. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một trận mưa đá nào to như thế ở đây. Thời tiết thật kỳ lạ, ông nói thêm. Một số người dân cho biết hạt mưa đá nặng, cứng và rất lâu tan. Nhiều mái nhà và phương tiện bị hư hại gây thiệt hại nghiêm trọng. Ông Triệu cho biết nhà kính của ông đã bị vỡ nát và cần dựng lắp lại. Hoa màu và rau trái ở các khu vực nông nghiệp cũng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, ban ngày tối như ban đêm, sấm sét mưa lớn và mưa đá đã tàn phá tỉnh Phúc Kiến vào sáng ngày 3 tháng 8. Trạm khí tượng Kiến Âu và 6 trung tâm thời tiết khác đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão. Ngoài ra, 32 trung tâm thời tiết đã đưa ra cảnh báo cấp độ cam về mưa đá và 23 trung tâm thời tiết đưa ra cảnh báo cấp độ cam về sấm sét. Mưa như trút nước ở Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến vào hôm 3 tháng 8. Trước đó vào khoảng 11 giờ sáng, trời đột nhiên trở nên tối sầm trong 2 giờ, mây đen un kéo đến kèm theo sấm sét. Cả thành phố chìm trong bóng tối và theo nhiều người, nó còn đáng sợ hơn cả màn đêm. Chưa bao giờ thấy trận mưa lớn như thế này trước đây và trời tối sầm lại nhanh như vậy. Thật đáng sợ, một cư dân đã viết trên mạng xã hội Weibo. Gió giật cấp 10, gió mạnh và cấp 11, gió cận bão đã được quan sát thấy ở các huyện Sa, Tam Minh, Vu Khê và Cổ Điền của tỉnh Phúc Kiến. Ngoài ra, gió bão cấp 12, gió bão cục bộ đã được quan sát thấy ở Kiến Ninh, Minh Khuê và Phúc Đỉnh. Sau đó, dòng đối lưu nhanh chóng di chuyển về phía đông, càn quét Hạ Môn và các khu vực lân cận. Dòng đối lưu trong khí tượng học dùng để chỉ một vành đai thời tiết hẹp và đối lưu mạnh với diện tích nhỏ. Tuổi thọ ngắn, áp suất không khí và gió thay đổi đột ngột. Khi có dòng đối lưu sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như hướng gió thay đổi đột ngột, cấp gió tăng, áp suất không khí tăng và nhiệt độ giảm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây với mưa đá làm hư hại các mái nhà. Theo Nhật báo Quảng Châu, tính đến 9 giờ 26 phút sáng ngày 3 tháng 8, cảnh báo màu cam đã được ban bố tại 7 thành phố và quận phía Bắc của tỉnh Quảng Đông. Người ta cũng dự đoán rằng Quảng Đông sẽ có đối lưu mạnh trên diện rộng, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão, gió mạnh và mưa đá
và lượng mưa lớn trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8. Tại tỉnh Quảng Tây, nơi có nhiệt độ gần 30 độ C, người dân đã rất ngạc nhiên khi thấy mưa đá và nhiều thành phố đã đưa ra cảnh báo màu cam. Ngày 3 tháng 8, Cục Địa chấn Khu tự trị Tây Tạng phát hiện một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra vào lúc 16 giờ 44 phút với tâm chấn tại huyện Mặc Phát, thành phố Lâm Chi, Tây Tạng, tại tọa độ 29,12 độ Vĩ Bắc, 95,69 độ Kinh Đông, dưới độ sâu 10 km. Cùng ngày, mạng lưới động đất Trung Quốc cũng xác nhận một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter xảy ra vào lúc 15 giờ 47 phút với tâm chấn tại huyện Kiền Vi, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 29,37 độ Vĩ Bắc, 103,95 độ Kinh Đông, dưới độ sâu 8 km. Ở Bắc Trung Quốc, bão cát kèm ô nhiễm không khí. 10 tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc gần đây đã hứng chịu bụi và bão cát, trong đó Nội Mông, Cam Túc, Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Mưa bùn cũng đã xuất hiện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Không khí tràn ngập mùi bùn đất. Ngoài ra, ô nhiễm không khí trên diện rộng do bụi mịn PM10. Hạt có kích thước dưới 10 micromet có thể hít phải cùng với bụi cát đã được quan sát thấy ở Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, An Huy và các tỉnh khác. Trong số các khu vực này, Thanh Đảo, Tế Nam và Trịnh Châu có chất lượng không khí kém nằm ngoài biểu đồ. Nhiều báo cáo khác cũng xác nhận rằng hơn 60 thành phố đã bị ô nhiễm với chỉ số chất lượng không khí AQI có mã màu tím, nghĩa là PM10 trong khoảng từ 201 đến 300, bao gồm Nội Mông và các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Thưa quý vị, những người dân cư trú ở các khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp gần sông Trường Giang hiện đang tìm các vùng đất cao để làm nơi tránh lũ lụt vì một đợt nước lũ mới đang tràn về phía đập. Nếu đập Tam Hiệp vỡ do lỗi kết cấu, thì những người dân sống ở khu vực đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, ngay cả khi họ tránh được thảm họa đập vỡ, thì người dân vẫn lo sợ trước một thực tế là cần thiết phải xả nước từ đập để giảm áp lực cho đập. Hôm 6 tháng 8, giới chức Trung Quốc đã cho xả nước để giảm tới 37% lượng nước lũ trong đập, theo kênh thông tấn Trung Quốc đưa tin. Truyền thông dẫn lời của các chuyên gia về đập Tam Hiệp đảm bảo rằng mực nước trong đập sẽ không tăng cao đến mức có thể gây nguy hiểm cho đập hoặc nhà máy thủy điện của đập. Do lũ lụt tiếp diễn và tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc, các chuyên gia cho biết nhiều thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang bị ngập lụt là do mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không kịp xả nước, chứ không phải do lũ từ sông, CGTN News khẳng định. Ngược lại, Asia Times ít lạc quan hơn khi đưa tin về tình hình của đập Tam Hiệp, cho biết các nhà điều hành đập đang trải qua thời chiến sau khi trận lũ lụt lớn thứ 3 xảy ra từ đầu mùa hè tới nay. Đồng thời dự báo sẽ có thể có nhiều trận lũ hơn dự kiến trước thời điểm tháng 8 khi các cơn mưa xối xả thường xảy ra. Hôm 4 tháng 8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã họp khẩn cấp với Ban chỉ đạo đập Tam Hiệp, yêu cầu phải hành động cân bằng chặt chẽ để vừa bảo vệ các khu vực hạ lưu khỏi lũ lụt, vừa không gây nguy hiểm cho đập. Ban chỉ đạo đập cho biết kế hoạch của họ là giữ nước trong đập càng nhiều càng tốt để các thành phố ở khu vực hạ lưu có thời gian chuẩn bị ứng phó với lũ lụt. Trước nhận định rằng đập Tam Hiệp có thể vỡ, các quan chức Trung Quốc và Ban chỉ đạo Tam Hiệp trả lời rằng lũ lụt là nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng thấy và đập Tam Hiệp là gần như bất khả xâm phạm. Để đáp lại việc truyền thông Đài Loan và Ấn Độ đưa tin rằng đập Tam Hiệp xả nước khẩn thông báo trước khiến các thành phố ở hạ lưu bị ngập lụt đột ngột, Ban chỉ đạo đập Tam Hiệp nói, từ khi nào việc nước chảy qua đập để tạo ra thủy điện lại bị coi là dấu hiệu không ổn định của đập? Kênh thông tấn Nine News của Úc cho biết, những người sống dọc theo sông Trường Giang đang di chuyển lên vùng đất cao hơn, đồng thời gấp rút thu hoạch các loại cây trồng nào có thể thu hoạch và chen nhau trèo lên các bờ đê vì đập nước lớn nhất thế giới đang đối mặt với áp lực bị ngập lụt. Ban chỉ đạo đập Tam Hiệp ước tính đập này có thể chịu được lượng nước lớn đổ vào đập thêm 13 ngày nữa thì mới có thể bị tràn. Theo Nine News, kênh thông tấn này cũng nhấn mạnh rằng việc nước lũ tràn khỏi đập có thể sẽ sớm xảy ra trước tình hình thời tiết của 2 tuần tới. Ngày 8 tháng 8, Bộ ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc ước tính rằng có khoảng 54,8 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với 158 người bị thiệt mạng hoặc mất tích và 3,76 triệu người phải di rời khỏi nhà cửa. Thiệt hại kinh tế từ trận lũ lụt hiện đã vượt quá 20 tỷ đô la Mỹ. Cùng ngày, Forbes cho biết rằng có bằng chứng về một cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra ở Trung Quốc do lũ lụt đã xóa sổ một số nông trại lớn, bao gồm các cánh đồng lúa mì và lúa gạo trọng yếu của Trung Quốc. Việc giá cả các mặt hàng trong nước tăng cao và nhu cầu nhập khẩu thực phẩm cũng tăng cao cho thấy sự tàn phá của lũ lụt cũng như côn trùng. Kèm theo đó là việc dự trữ ngô không đủ đã khiến cho an ninh lương thực trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, nhóm chiến hạm Nhật Bản, trong đó có tàu sân bay trực thăng Izumo, diễn tập cùng Hải quân và Không quân Australia trên Biển Đông. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản
ngày 28 tháng 7 cho biết, các chiến hạm nước này và Hải quân Australia tham gia huấn luyện khoa mục tác chiến chống tàu mặt nước và phòng không trên Biển Đông. Cuộc diễn tập được tổ chức vào cuối tuần trước với sự tham gia của tàu sân bay trực thăng GS Izumo và khu trục hạm GS Samide thuộc GMSDF, cùng hộ vệ hạm Hermes Anzac và một máy bay tuần thám P-8A Poseidon Australia. Thiếu tướng Akahiro Nishiyama, chỉ huy đợt triển khai châu Á-Thái Bình Dương IPD-23 và chiến hạm Izumo là một phần lực lượng tham gia, đánh giá quan hệ giữa GSMDF và Hải quân Australia là quan trọng. GMSDF sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Hải quân Australia nhằm cải thiện môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tướng Takahiro Nishiyama nói. IPD-23 là đợt triển khai thường niên của GMSDF trong khu vực kể từ năm 2019. Ngoài tàu sân bay trực thăng Izumo, Nhật Bản điều khu trục hạm Samidare GS Shiranui, tàu đổ bộ GS Shimokita, hộ vệ hạm GS Kamano và một tàu ngầm tham gia IPD-23. Chiến hạm Shiranui tuần trước tách khỏi chiến hạm tháp tùng tàu Izumo tới các quần đảo phía Nam Thái Bình Dương. Khu trục hạm Shiranui ngày 27 tháng 7 tham gia diễn tập với tàu tuần tra RKS Chianoai của Cảnh sát biển Kiribati. Trong khi đó, hộ vệ hạm FS Lorani của Pháp cập cảng Manila của Philippines và dự kiến ở lại đây trong 6 ngày. Hộ vệ hạm Lorani được tích hợp vào nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ sau 2 tuần qua, tham gia một số cuộc diễn tập đa phương của đơn vị này tại biển Philippines và Biển Đông. GS Izumo thuộc lớp tàu cùng tên là một trong hai chiến hạm lớn nhất trong biên chế GMSDF. Chiến hạm dài 248m, lượng giã nước 27.000 tấn, mang theo 14 máy bay trực thăng. Chính phủ Nhật Bản năm 2018 thông báo kế hoạch hoán cải Izumo thành tàu sân bay hạng nhẹ phục vụ tiêm kích tàng hình cất hạ cánh thẳng đứng F-3B. Trung Quốc và một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và nắng nóng vào thứ Tư vừa qua. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè và mùa thu năm nay trên khắp thế giới có thể sẽ kéo dài hơn trong năm nay. 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích trong lũ lụt ở Trùng Khánh, nhà chức trách Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư. Theo truyền thông nhà nước, mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc được thể hiện rõ trên tin tức truyền hình. Lực lượng cứu hộ ở tỉnh Hà Nam giải cứu 2 người bị mắc kẹt trên nóc ô tô bên dòng sông chảy xiết. Đoạn video tin tức cho thấy đội cứu hỏa địa phương đã sử dụng máy bay không người lái để chuyển áo phao cho họ, sau đó sử dụng cần cầu để đưa họ đến nơi an toàn. Thời tiết khắc nghiệt hơn cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc và các nơi khác. Lần đầu tiên sau 7 năm, một phần của Thái Bình Dương đã trải qua hiện tượng El Nino. Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố hôm thứ Ba biến đổi khí hậu theo chu kỳ làm tăng nhiệt độ bề mặt đại dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết El Nino có thể kết hợp với sự nóng lên do con người gây ra để gây ra nhiều đợt nắng nóng và thời tiết tàn phá trên toàn cầu trong nửa cuối năm. Mùa hè thường mang lại nhiệt độ cực cao và lượng mưa lớn kết hợp với gió mùa hàng năm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng thời tiết mùa hè năm nay đặc biệt khắc nghiệt. Điều đáng chú ý là khoảng 20 thành phố ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt trong tuần này và nhiệt độ ở nhiều thành phố vượt quá 38 độ C. Lượng mưa lớn bất thường và một đợt nắng nóng sớm hơn bình thường đã tàn phá sản xuất nông nghiệp và khiến cuộc sống trở nên khó khăn trong những tuần trước đợt thời tiết cực đoan mới nhất. Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết 11 trong số 31 tỉnh và khu tự trị của đất nước đang chuẩn bị cho những trận mưa xối xả hơn trong 3 ngày tới. Mưa lớn bắt đầu từ cuối tuần qua đã buộc hơn 20.000 người phải di dời, theo dự báo thời tiết và bản tin địa phương. Cảnh quay từ Trùng Khánh cho thấy một tòa nhà nhiều tầng đã bị sập một phần ở con sông gần đó trong tuần này do ảnh hưởng của dòng nước chảy xiết. Trung Quốc không đơn độc trong việc báo cáo thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt. Mưa lớn ở Tây Nam Nhật Bản cuối tuần qua đã làm ngập các ngôi nhà và khiến ít nhất một người thiệt mạng. Kể từ thứ Tư, một số quận ở Nhật Bản vẫn đang đưa ra cảnh báo hoặc cảnh báo về triều cường. Các quan chức ở Phnom Penh, thủ đô Campuchia cho biết lượng mưa lớn hôm thứ Hai đã mang đến lượng mưa 150mm cho thành phố, lượng mưa hàng ngày lớn nhất của thành phố trong 3 năm. Dan Sopan, 43 tuổi, cho biết hôm thứ Tư rằng sân bóng chuyền mà ông sở hữu ở Phnom Penh vẫn còn ngập gần nửa mét nước đọng, cống quá mỏng, anh nói. Trong khi đó, phần lớn Đông Á đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng. Nhiệt độ ở tỉnh Hà Nam và các khu vực khác của Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đạt 40 độ C vào thứ Tư. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã đạt đến nhiệt độ đó vào lúc 3 giờ 30 phút chiều giờ địa phương vào thứ Tư. Theo Cục Khí tượng Trung ương của Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan, nhiệt độ ở các vùng của Đài Loan dự kiến sẽ đạt 41 độ C vào thứ Năm và thứ Sáu.
Mặc dù đợt nắng nóng đơn lẻ không thể chỉ đơn giản là do biến đổi khí hậu, nhưng các nhà khoa học chắc chắn rằng đợt nắng nóng trên khắp thế giới đang trở nên nóng hơn, thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Đánh giá khí hậu quốc gia Hoa Kỳ năm 2018 lưu ý rằng những ngày nắng nóng đang gia tăng với tần suất các đợt nắng nóng tăng từ mức trung bình 2 đợt một năm trong những năm 1960 lên 6 đợt một năm vào những năm 2010. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hôm thứ Ba rằng El Nino xảy ra trung bình cứ sau 2 đến 7 năm. Hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người. Nhóm cũng lưu ý rằng năm 2016 là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay do tác động kép của El Nino và hiện tượng nóng lên do con người gây ra. Chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và nước lũ xả từ hồ chứa hôm thứ Hai vừa qua, đoạn sông Hoàng Hà chảy qua hẻm núi Tấn Thiểm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc xuất hiện đợt đỉnh lũ thứ tư với lưu lượng dòng chảy lên tới 3.600 m3 trên giây. Thác Hồ Khẩu, thắng cảnh nổi tiếng đoạn trung lưu sông Hoàng Hà, nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, cũng bị ảnh hưởng. Ban quản lý buộc phải dừng hoạt động tham quan trên cầu hôm 3 tháng 8 vì cầu bị ngập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đứng trên bờ ngắm dòng nước lũ cuồn cuộn. Hồ Khẩu là thác lớn thứ hai Trung Quốc, cao 20m, nổi tiếng vì nước có màu vàng. Thác có tên gọi là Hồ Khẩu vì hình dáng giống vòi ấm, dòng nước như chảy tràn từ ấm trà. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai châu Á sau Trường Giang, xếp thứ 6 thế giới với chiều dài 5.464 km. Sông chảy qua 9 tỉnh Trung Quốc, bắt nguồn từ dãy Bayan Ha trên núi Côn Lôn ở cao nguyên Thanh Tạ, đổ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông. Lượng mưa lớn kéo dài nhiều tuần đã gây ra lũ lụt tồi tệ nhất ở lưu vực sông Dương Tử ở miền Nam Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Lũ đi đến đâu, nhà cửa tan hoang, thậm chí vỡ đê, ít nhất 115 người thiệt mạng hoặc mất tích, tổng số 31,55 triệu người bị ảnh hưởng ở 24 tỉnh thành. Vào ngày 2 tháng 8, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, cho thấy thảm họa lũ lụt tiếp tục trầm trọng hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày đưa ra chỉ thị về lũ lụt, đồng thời thừa nhận tình hình kiểm soát lũ lụt ở Trung Quốc rất nghiêm trọng. Tân Hoa Xã chính thức đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, thảm họa lũ lụt đã làm thiệt hại 3,53 triệu hectare đất nông nghiệp, diện tích gấp 2 lần thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, làm sập 28.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 82,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 11,74 tỷ đô la Mỹ. Trịnh Quốc Quang, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 3 rằng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt quốc gia, số người chết và mất tích, số ngôi nhà bị sập và tác động trực tiếp thiệt hại về kinh tế đã giảm 9% so với cùng kỳ 5 năm qua. Tỉnh Giang Tây ở miền đông Trung Quốc là một trong những tỉnh bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất. Mực nước của hồ Po Yang, hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh của Trung Quốc, đã tăng lên hơn 23,52 m, cao hơn 20,5 m so với mực nước cảnh báo, mức cao nhất trong lịch sử và diện tích nước đạt mức lớn nhất trong gần một thập kỷ. Tại huyện Po Yang, nơi có dân số 1,6 triệu người, mực nước cao hơn đỉnh kè hơn 1 mét. Theo báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, lưu vực hồ Po Yang đã phá vỡ nhiều hàng rào ngăn lũ cho đất nông nghiệp. Đối mặt với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998, tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất vào ngày 1. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết vào ngày 3 rằng, kể từ tháng 7, tổng cộng 310 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo và 43 con sông đã trải qua lũ lụt vượt mức lịch sử. Lượng mưa lớn trong gần 2 tháng liên tiếp là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt. Từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong 40 ngày liên tiếp. Đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ khi Đài quan sát khí tượng bắt đầu sử dụng dịch vụ cảnh báo mưa bão vào năm 2007. Tin tức khí tượng Trung Quốc phân tích rằng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Dương Tử đạt 306,1 mm, bằng với lượng mưa đo được năm 1998, khi có lũ lụt do mưa lớn và là mức cao nhất trong cùng một giai đoạn lịch sử kể từ năm 1961. Ninh Lôi, Phó Giám đốc Cục Phòng chống lũ lụt và hạn hán của Ủy ban Sông Dương Tử Trung Quốc nói với tờ báo rằng mùa mưa năm nay đến sớm hơn 10 ngày so với các năm trước và kể từ tháng 6, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã giảm hơn 20% so với bình quân các năm trước. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, so với trận lụt năm 1998, mưa bão ở phía Nam kéo dài hơn và bao trùm một khu vực rộng lớn. Vị trí mưa bão là ở phía Bắc. Ở Trung Quốc, việc kiểm soát lũ của sông Dương Tử được gọi là 7 thăng 8 trầm, tức là khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa là mùa mưa vừa là mùa lũ chính.
Một số chuyên gia cho rằng việc kiểm soát lũ của sông Dương Tử hiện nay vẫn chưa đến thời kỳ quan trọng của 7 xuống và 8 lên, và khả năng xảy ra lũ lụt trên toàn lưu vực vẫn tồn tại. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc cho biết một đợt mưa lớn mới sẽ bắt đầu lại ở Trung Quốc từ ngày 3. Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị vào ngày mùng 2, yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp của Trung Quốc làm tốt công tác giám sát và cảnh báo sớm, điều tra kẻ, ứng phó khẩn cấp và tái định cư những người bị ảnh hưởng và làm hết sức mình để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước đó, ông đề xuất rằng người dân là tối cao và tính mạng là trên hết trong việc chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc, lũ lụt năm 1998 đã khiến tổng cộng 3.650 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 225,12 tỷ nhân dân tệ. Trùng Khánh, thành phố quan trọng ở Tây Nam Trung Quốc, hứng chịu mưa lớn trong những ngày gần đây, gây lũ lụt ở hàng chục thị trấn, làng mạc và đường phố, gây thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Riêng tại quận Vạn Châu, Trùng Khánh, ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích do lũ lụt. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho tất cả các địa phương làm tốt công tác phòng chống thiên tai, nỗ lực hết mình cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Thời gian gần đây, khí hậu và thời tiết nhiều nơi ở Trung Quốc diễn biến bất thường, nhiều nơi ở phía Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, nhiệt độ tăng cao liên tục. Trong khi nhiều khu vực ở phía Nam liên tiếp hứng chịu mưa lớn, dẫn đến thường xuyên xảy ra hiện tượng chớp nháy, lũ lụt và lở đất. Nhiều người nghi ngờ rằng những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra đã gây khó khăn nghiêm trọng cho cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết trận lũ lụt do đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến 130.000 người và ảnh hưởng đến hơn 7.500 ha hoa màu. Từ thứ Hai ngày 3 tháng 8 đến thứ Ba, quận Vạn Châu của Trùng Khánh hứng chịu mưa lớn và bị thiệt hại nặng nề. Tính đến sáng ngày thứ Ba, 24 thị trấn, làng mạc và đường phố trong khu vực có mưa lớn. 16 thị trấn và làng mạc có mưa lớn, thị trấn Trường Đàm, quận Vạn Châu có mưa lớn với lượng mưa tối đa 261,2mm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời Văn phòng Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu, Trùng Khánh cho biết, tính đến sáng ngày thứ Tư, lượng mưa lớn đã làm hư hại 36 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương, khiến 15 người chết và 4 người mất tích. Hơn 37.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hơn 11.500 người phải di rời khẩn cấp, gần 800 người phải di rời và tái định cư. Thảm họa lũ lụt đã khiến hơn 1.949 ha hoa màu ở quận Vạn Châu bị ảnh hưởng, hơn 1.112 ha bị hư hại và hơn 568 ha mất mùa. Khoảng 50 hộ gia đình và 138 ngôi nhà bị phá hủy, 112 hộ gia đình và 221 ngôi nhà bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực vượt quá 227,8 triệu nhân dân tệ, khoảng 31,5 triệu đô la Mỹ. Theo Reuters đưa tin, trên Internet và mạng xã hội ở Trung Quốc xuất hiện nhiều video quay cảnh các dòng sông ở thành thị và nông thôn chảy xiết hay núi vàng ngập lụt. Lực lượng cứu hộ đang chuyển các nạn nhân trong vùng nước sâu đến thắt lưng. Một đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ cạy mở lan can kim loại trên cửa sổ để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong một tòa nhà chung cư. Tân Hoa Xã đưa tin vào tối thứ Ba rằng ông Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ, nói rằng đất nước sắp bước vào giai đoạn quan trọng của công tác kiểm soát lũ lụt 7 thăng 8 trầm, đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp thực hiện làm tốt công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. 7 lưu vực sông lớn đều sẽ bước vào mùa lũ chính và lưu vực sông Dương Tử, sông Hoài Hà, Thái Hồ và Tùng Liêu có nguy cơ bị lũ lụt, ông Tập nói. Bộ Tư lệnh Quốc phòng, Bộ Xử lý Tình trạng Khẩn cấp, Bộ Thủy lợi và các ban ngành liên quan cần làm tốt công tác theo dõi, cảnh báo sớm, chỉ đạo chính xác các khu vực trọng điểm để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, lũ sông vừa và nhỏ, hồ chứa vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và làm hết sức mình để cứu hộ cứu nạn thiên tai. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã khẩn trương phân bổ 320 triệu nhân dân tệ, khoảng 44,25 triệu đô la Mỹ cho Quỹ cứu trợ thiên tai Trung ương vào thứ Tư để hỗ trợ 16 tỉnh và thành phố, bao gồm Trùng Khánh và Tứ Xuyên, đối phó với lũ lụt thiên tai. Trong quỹ này, 270 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho công tác cứu trợ thiên tai, để phòng chống lũ lụt và cứu trợ, trong khi 70 triệu nhân dân tệ được sử dụng để cứu trợ thiên tai. Theo CCTV cũng cho biết, Quỹ cứu trợ thiên tai này sẽ được điều phối bởi chính quyền địa phương và sẽ được sử dụng cho các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng, khôi phục nhà cửa bị hư hại. Theo báo cáo, mưa lớn sẽ tiếp tục ở hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng vào thứ Tư. Nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao và mưa lớn ở Tứ Xuyên, Hồ Nam, Thiểm Tây, trong đó thành phố Trùng Khánh, nơi có vẻ bị lũ lụt nặng nề nhất đã ghi nhận 15 người thiệt mạng do lũ lụt. Theo CCTV đưa tin, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở khu vực ven sông Dương Tử. Đoạn phim thời sự cho thấy nước lũ ở Vu Sơn, Trùng Khánh ập xuống ngay lập tức, gây chấn động,
sau lũ lụt, mặt đất lầy lội. Lũ lụt hãy cố gắng giải cứu người dân càng nhiều càng tốt. Có 31 triệu người sống ở Trùng Khánh. Trùng Khánh là một vùng núi rộng lớn. Hiện nay, hầu hết các vùng núi đều được đưa vào vùng có nguy cơ lũ lụt và cảnh báo đã được nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3. Điều đó có nghĩa là thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi tại tỉnh Tứ Xuyên, hơn 460.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đối mặt với nguy cơ lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Ít nhất 85.000 người đã phải sơ tán. Phần phía Tây của Hồ Nam có lượng mưa lớn nhất kể từ những năm 1980 và khoảng 2.000 ngôi nhà bị hư hại. Đồng thời, nhiều nơi trong đó có Bắc Kinh hứng chịu đợt nắng nóng. Đợt nắng nóng xuất hiện sớm hơn và kéo dài hơn trước. Cuối tháng 6, nhiệt độ ở Bắc Kinh có lúc lên tới 41 độ C. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, mùa hè năm 2023 ở Trung Quốc sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Lượng mưa lớn định kỳ, mưa xối xả và lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng cũng sẽ nghiêm trọng, sẽ cao hơn so với cùng kỳ trước đây. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết, thời tiết Bắc Kinh báo nhiệt độ trên 35 độ C trong 9,8 ngày liên tiếp. Kỷ lục cuối cùng như vậy là vào năm 1961, nhiều thập kỷ trước khi hầu hết cư dân Bắc Kinh hiện nay sở hữu máy điều hòa không khí hoặc thậm chí cả quạt. Việc thiếu mưa có thể là nguyên nhân gây ra nắng nóng. Với thủ đô, thường khô hạn năm nay, thậm chí còn nhận được lượng mưa ít hơn bình thường. Các nhà chức trách cho biết trong khi nhiệt độ đã được điều hòa với 33 độ C vào giữa trưa thứ Hai, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng trở lại lên 39,6 độ C ở Bắc Kinh và các khu vực khác của Trung Quốc trong tuần này. Đồng thời, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Nam đã sơ tán khẩn cấp hơn 10.000 người đến nơi an toàn do lũ lụt vào Chủ nhật. Theo báo cáo của địa phương, khoảng 70 ngôi nhà bị sập, 2.283 ngôi nhà bị hư hại và đất canh tác bị ngập lụt. Thiệt hại cho đến nay được ước tính ít nhất là 575 triệu nhân dân tệ, khoảng 74 triệu đô la Mỹ. Và tại quận Trấn Bá ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây, chính quyền báo cáo trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua đã cuốn trôi đường xá và phá hủy nhà cửa. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong đã được báo cáo từ lũ lụt. Mặc dù lũ lụt mùa hè thường xảy ra ở Trung Quốc, nhưng nắng nóng năm nay diễn ra bất thường. Mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào 11 tỉnh bao phủ khoảng một nửa diện tích sông và núi của Trung Quốc trong vài ngày tới, chủ yếu ở miền Nam ẩm ướt. Năm 2021, tỉnh miền Trung Hà Nam đã báo cáo hơn 300 trường hợp tử vong do lũ lụt. Vào ngày 20 tháng 7 năm đó, lượng mưa kỷ lục đã làm ngập Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh, biến đường phố thành những dòng sông chảy xiết và làm ngập ít nhất một số tuyến tàu điện ngầm. Trận lũ lụt tồi tệ nhất gần đây của Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khiến 3.510 người thiệt mạng, hầu hết dọc sông Dương Tử. Hãng tin AP hôm nay cho biết. Thưa quý vị, Trung Quốc đang trải qua lũ lụt do mưa xối xả. Ngày 8 tháng 7, một trận lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 19 người thiệt mạng và 25 người mất tích, 7 ngôi làng bị ngập lụt và hàng ngàn người bị ảnh hưởng. CCTV sáng nay đã đưa tin về những người lính mặc áo phát quang và người dân địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận lũ lụt. Lũ quét ập vào những ngọn núi ở huyện Đài Đồng đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng. Đoạn video cho thấy các mái nhà bị tốc mái, cây đổ trên mặt đất và các phương tiện bị hư hỏng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết bầu trời sấm sét âm ầm trong 20 phút, sau đó là trận mưa như chút nước, mưa làm ngập đường phố và cánh đồng. Nông dân bị ảnh hưởng cho biết cừu cũng bị cuốn trôi. Internet và điện thoại bị cắt và 6.245 người ở 6 ngôi làng bị mắc kẹt. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp 3 cấp về thiên tai, sấm sét và mưa lớn thường xảy ra vào thời điểm này trong năm. Nhưng năm nay, giống như các quốc gia khác, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt. Ngày 7 tháng 8, mực nước sông ở Bành Châu, Tứ Xuyên đột ngột dâng cao khiến 7 người thiệt mạng. Các tỉnh miền Tây nắng nóng kỷ lục, một số khu vực ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt mốc 40 độ kể từ đầu tháng. Và tại các thành phố lớn, điều hòa đang hoạt động hết công suất. Nhiệt độ cao và hạn hán đã gây áp lực lên nguồn cung cấp điện của Tứ Xuyên. Với mức tiêu thụ tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tuy nhiên, những cơn mưa xối xả đã không bù đắp được sự cạn kiệt nguồn nước ở lưu vực sông Dương Tử, nơi mực nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 150 năm, làm lộ ra những di tích bị nhấn chìm dưới lòng sông 600 năm trước. Ở thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chảy của đập Cát Châu đang giảm dần. Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng của thủy điện, đã thông báo hôm thứ Ba rằng tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến các thành phố và khu công nghiệp trong tỉnh. Theo một video được người dùng Internet phát sóng, kế hoạch cắt giảm điện hiện được giới hạn trong 6 ngày và nhằm mục đích để lại mức tiêu thụ điện cho người dân. Nhưng việc cắt giảm đã khiến một số công trường xây dựng và trung tâm mua sắm cắt một phần ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Động đất của Cục Khí tượng Trung ương cho biết,
một trận động đất với cường độ 4,9 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Xích Thượng, huyện Đài Đông vào lúc 2 giờ 03 phút sáng ngày 10 tháng 8. Ngay sau đó, lúc 2 giờ 21 phút sáng, ngoài khơi huyện Đài Đông, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter đã xảy ra trong một khu vực nhỏ. Cục khí tượng chỉ ra rằng vào lúc 2 giờ 03 phút sáng, cường độ tối đa của trận động đất được quan sát là 4 độ Richter và nó xảy ra ở bờ biển của huyện Đài Đông. Theo dữ liệu dự báo của Cục khí tượng, khu vực xảy ra động đất 4 độ Richter là huyện Đài Đông. Khu vực xảy ra động đất 3 độ Richter là huyện Hoa Liên, thành phố Cao Hùng, huyện Nam Đầu và thành phố Gia Nghĩa. Khu vực xảy ra động đất 2 độ Richter là Hạt Gia Nghĩa, huyện Văn Lâm và thành phố Đài Nam, và khu vực có trận động đất 1 độ Richter là huyện Bình Đông. Ngay sau đó, vào lúc 2 giờ 21 phút sáng ngày 10 tháng 8, một trận động đất diện tích nhỏ với cường độ 4,3 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển huyện Đài Đông. Tâm chấn cách văn phòng chính quyền huyện Đài Đông 79,3 km về phía Bắc Đông Bắc, độ sâu 37,3 km. Đó là một trận động đất nông, trận động đất lớn nhất quan sát được có cường độ 2, xảy ra ở Trường Tân, huyện Đài Đông và Quảng Phủ, huyện Hoa Liên. Theo dữ liệu dự báo của Cục khí tượng, khu vực xảy ra động đất cấp 2 là huyện Đài Đông và huyện Hoa Liên. Khu vực xảy ra động đất cấp 1 là huyện Nam Đầu, thành phố Đài Trung và huyện Chương Hóa. Nhiều người bị trận động đất tức thì đánh thức. May mắn là trận động đất không kéo dài lâu. Tổng cộng 189 con sông đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Từ 8 giờ ngày 2 tháng 8 đến 14 giờ ngày 3 tháng 8, sẽ có 30% lượng mưa ở các vùng phía Tây Nam Cam Túc, Đông Bắc Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Trung và Tây Hà Nam, Trung và Bắc Hồ Nam, Đông và Bắc An Huy, hầu hết Giang Tô, Phong Thành Cảng ở Quảng Tây và Dương Giang ở Quảng Đông là 70mm. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 12 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Lô Si và sông Yô Si, một nhánh của sông Gia Lăng ở Tứ Xuyên, và sông Trạch Bá, một nhánh của sông Khúc Giang, sông Hắc Thủy Đàn, một nhánh của Gia Lăng sông ở Trùng Khánh, sông Bạch Thủy, một nhánh của sông Hán ở Thiểm Tây và sông Phèn, một nhánh của sông Vệ Hà đã vượt mức báo động lũ, biên độ tối đa từ 0,3 đến 1,2 m, vượt mức cảnh báo, trong đó sông Lạc Tây vượt ngưỡng bảo đảm 0,7 m. Dự kiến từ 8 giờ ngày 3 tháng 8 đến 8 giờ ngày 4 tháng 8, các khu vực phía Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Tây Nam Trung Quốc, phần lớn Hoàng Hoài và phía Bắc Tây Hồ Bắc sẽ có mưa lớn. Đông Nam Tứ Xuyên, Bắc Trung Khánh sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Tây Nam Hà Nam và Đông Nam Sơn Đông. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, người ta cho rằng sông Xích Thủy và sông Gia Lăng, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hàn, một nhánh của trung lưu sông Dương Tử, sông Vệ Hà và sông Nghi Lạc, một nhánh của trung lưu sông Hoàng Hà, sông Sa Anh và sông Hồng Như, một nhánh của thượng nguồn sông Hoài Hà là sông Nhất Hà và Thục Hà của sông Tứ Thủy ở Nghĩa Thục, và các sông vừa trong vùng mưa bão có thể xuất hiện lũ siêu cấp. Bộ Thủy lợi tiếp tục lưu ý đến diễn biến mưa bão và tăng cường trực ban, tham mưu, phán đoán, hướng dẫn các địa phương liên quan làm tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, lập quy hoạch thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ chứa trong các mùa lũ, phòng chống thiên tai như lũ lụt, hạn hán, cung cấp nước sạch cho dân cư. Khí hậu lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ năm nay nhìn chung thiên lệch, hạn hán nhiều hơn lũ lụt. Trong mùa lũ chính, lưu vực sông Dương Tử có lượng mưa ít hơn, khu vực mưa tập trung chủ yếu ở phía Tây Nam, thượng nguồn của sông Dương Tử và phía Nam của hai hồ lớn, lượng mưa gần dòng chính của trung lưu sông Dương Tử rõ ràng là ít hơn. Lượng mưa trong tháng 7 tương đối thấp, trong đó thượng nguồn sông Dương Tử thường ít hơn bình thường, trung và hạ lưu sông Dương Tử tương đối ít. Chúng ta cần cảnh giác với khả năng hạn hán liên tục ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Hiện nay, vành đai mưa phía Nam đang dao động theo hướng Bắc Nam sông Dương Tử. Có nơi tập trung mưa lớn, các vùng mưa thường chồng chéo lên nhau, rất dễ hình thành thiên tai lũ lụt cục bộ. Lúc 12 giờ ngày 3 tháng 8, triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 và ứng cứu khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4. Tiếp theo, Ủy ban sông Dương Tử sẽ tăng cường hơn nữa công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời điều động một cách hợp lý hồ chứa Tam Hiệp, hồ chứa Bậc Thang sông Kim Sa và hồ chứa Đan Gia Khẩu để ngăn lũ, giảm đỉnh và lệch đỉnh, giảm áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu. Lưu vực sông Hoài Hà hiện nay đã bước vào thời kỳ mây du, một số khu vực có mưa lớn, hiện tại lượng mưa cục bộ vẫn đang tiếp tục gia tăng. Công tác phòng chống lũ lụt đã bước vào giai đoạn quan trọng. Ủy ban Bảo tồn nước Hoài Hà của Bộ Tài nguyên nước tiếp tục thảo luận và triển khai công tác phòng chống mưa lớn. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, hầu hết hệ thống sông Hoài Hà, hệ thống sông Huy Su, phía Tây Hồ Nancy và bán đảo Sơn Đông đều có mưa to đến rất to.
bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính của sông Hoài Hà và các nhánh phía bắc của nó bị lũ lụt nhẹ. Ủy ban Bảo tồn nước Hoài Hà đã kịp thời đưa ra thông báo cho các cục bảo tồn nước tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông và văn phòng nghi thủy của Ủy ban sông Hoài Hà yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác dự báo và cảnh báo sớm, lập kế hoạch khoa học cho các dự án nước, nêu bật công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa lũ, trọng tâm là phòng chống lũ lụt vùng núi, làm tốt công tác đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong mùa mưa lũ, làm tốt công tác chống ngập úng đô thị và tiêu úng khu vực, tăng cường lưu lượng trực ban, ứng trực báo cáo thông tin, đồng thời làm tốt công tác phòng chống mưa lớn. Từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7, lưu vực sông Châu Giang trải qua quá trình mưa dài nhất, diện tích rộng nhất và dữ dội nhất trong năm nay. Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã gửi hơn 3.200 thông tin cảnh báo sớm, kịp thời nhắc nhở các địa phương liên quan làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, an toàn hồ chứa và phòng chống thiên tai lũ lụt, thực hiện một cách khoa học lịch trình chung của các nhóm hồ chứa và điều động các hồ chứa ở trung và thượng lưu sông Tây Giang để chứa 1,739 tỷ mét khối nước lũ. Hiện tại các con sông chính ở lưu vực sông Châu Giang đang trong giai đoạn nước rút, tình hình kiểm soát lũ đã ổn định. Gần đây, kế hoạch vận hành chung của nhóm hồ chứa lưu vực sông Châu Giang trong mùa lũ năm nay đã được Bộ Tài nguyên nước phê duyệt và 27 hồ chứa ở các sông Tây Giang, Bắc Giang và Đông Giang đã được đưa vào phạm vi điều phối chung mùa lũ năm nay, được chia thành hệ thống sông, các đoạn sông và các nút. Dòng chính sông Liệu Giang, sông Ngọc Giang, sông Hà Giang, trung và thượng lưu của sông Bắc Giang, hạ lưu và đồng bằng của sông Tây Bắc và sông Đông Giang lần lượt xác định phòng hộ chính, mục tiêu phòng lũ, đồng thời xây dựng phương án, lập lịch trình liên thông cho các hồ chứa chính và phụ lưu trên lưu vực. Tổng dung tích trữ của các hồ là 34,652 tỷ mét khối, tổng dung tích trữ phòng lũ là 13,997 tỷ mét khối. Mưa lớn gây lũ lụt tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục. Quận Vạn Châu, Trùng Khánh đưa tin ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích do mưa lũ. Mưa lớn ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh vào thứ Hai và thứ Ba đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, đồng thời bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều người bị mắc kẹt và thậm chí bị cuốn trôi. Khi mưa tạnh vào thứ Tư, các nhà chức trách đã cử các đội dọn sạch phù sa và nước ngập úng. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu báo cáo rằng hơn 40 thị trấn, làng mạc và đường phố địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Tính đến sáng thứ Tư, ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích, hơn 12.000 người phải di dời và tái định cư khẩn cấp, hơn 160 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng và hơn 37.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 220 triệu nhân dân tệ. Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ thị quan trọng, yêu cầu tất cả các ban ngành nỗ lực hết sức để cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Ông chỉ ra rằng những trận mưa lớn gần đây ở Trùng Khánh và những nơi khác đã gây ra thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Vì cả nước sắp bước vào giai đoạn quan trọng của việc kiểm soát lũ lụt, 7 lưu vực sông lớn sẽ hoàn toàn bước vào mùa lũ chính và các lưu vực sông Dương Tử, sông Hoài Hà, Thái Hồ và sông Tùng Liêu có lũ lụt nghiêm trọng. Đối với nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt, các ban ngành cần làm tốt công tác giám sát và cảnh báo sớm, nỗ lực hết sức cứu hộ, cứu trợ thiên tai, cố gắng giảm thiểu tổn thất khác nhau. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cấp độ 4 và cử một nhóm công tác để chỉ đạo chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hôm thứ Tư, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã khẩn cấp phân bổ 320 triệu nhân dân tệ trong Quỹ cứu trợ thiên tai Trung ương để hỗ trợ 16 tỉnh và thành phố bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên thực hiện công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai, tập trung vào tìm kiếm cứu nạn, di chuyển và tái định cư của các nạn nhân. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Tư và dự kiến trong vòng 24 giờ tới, Nội Mông, Hắc Long Giang, Vân Nam, Trùng Khánh và Chiết Giang sẽ có mưa to đến rất to. Một số khu vực khác sẽ có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió giật mạnh. Thưa quý vị, tỉnh An Huy của Trung Quốc và Đông Bắc Tứ Xuyên đã có mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất ở các vùng núi. Trong ảnh có thể thấy dòng bùn đất đang từ trên núi cuộn xuống. Do nước chảy xiết nên người dân địa phương không kịp vớt đồ đạc trong nhà nên chỉ biết đứng ven đường ngơ ngác nhìn. Mặc dù mưa đã dịu đi một chút vào ngày 9 tháng 8 nhưng khoảng 10 người vẫn bị mắc kẹt do sạt lở đất ở khu tự trị Miao của Trung Khánh và Sở Cứu Hỏa đã vội vã giải cứu họ. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh ở nhiều nơi trong ngày 10 tháng 8. Từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, có mưa vừa đến mưa to ở thành phố Tương Dương, mưa to đến rất to cục bộ ở Tảo Dương. Đợt mưa này chủ yếu tập trung từ 18 giờ ngày 2 tháng 8 đến 2 giờ ngày 3 tháng 8. Lượng mưa trung bình ngày ở thành phố Tảo Dương là 121,0mm, lớn nhất là 210,5mm tại trạm Ngô Điền ở thành phố Tảo Dương. Tiếp theo là trạm Xuân Thư Loan, thị trấn Ngô Điền, thành phố Tảo Dương là 202,0mm.
và lớn thứ 3 tại trạm Cao Gia Sùng ở thành phố Tảo Dương là 195,5mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở lưu vực sông Cổ Hà, trạm thủy văn Trương Gia Giới đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi thành lập, với mức cao nhất đo được là 72,94m. Đợt mưa lớn này có cường độ lớn, chất lượng cao. Sau khi nhận được cảnh báo thời tiết, Đảng ủy Cục Thủy văn Tương Dương đã nhanh chóng hành động với sự triển khai nhanh, bố trí nhân sự hợp lý. Tất cả các nhân viên thủy văn đều thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ và ca trực do lãnh đạo phụ trách, luôn sẵn sàng cho công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo sớm về thủy văn. Hiện tại đang là mùa lũ chính. Để kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán, Cục Thủy văn Tương Dương sẽ tiếp tục nỗ lực chú ý đến sự phát triển và thay đổi của nước và lượng mưa trong lưu vực, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thủy văn phù hợp cho chính quyền các địa phương. Các cấp ban ngành, chỉ huy phòng chống lụt bão ra quyết sách khoa học, lập trình khoa học, giữ vững mục tiêu phòng chống lũ, đảm bảo an toàn sông ngòi. Theo báo cáo của mạng tin tức Fuji, vào ngày 2, tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở khu vực nội địa của Trung Quốc, một số người đã chụp ảnh một cơn bão cát khổng lồ dường như gần như bao trùm thành phố. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, ai đó đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một bức tường bão cát khổng lồ cao 100m nhấn chìm thành phố trong tích tắc. Ở một clip khác, bão cát bay ngang đường, có rất nhiều bão cát phía trước xe. Chiếc xe chuyển làn để tránh bão cát và vượt xe tải phía trước, sau đó đuôi xe bị bão cát thổi nhuộm vàng, không còn nhìn rõ hai chiếc xe phía sau. Báo cáo chỉ ra rằng cơn bão bụi tấn công khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cũng có thể bay từ Hokkaido đến biển Nhật Bản phía Kyushu từ ngày 6 đến ngày 7. Nếu nó được quan sát vào tháng 7, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 11 điểm quan trắc trên cả nước và nó sẽ trở thành cơn bão cát tháng 7 cực hiếm trong lịch sử quan trắc.